当山都尽息，把东方来，飞及也论有口难言面对。当双眼渐红，可不是谁男或女，谁没有苦水。从事结果早已知，就算牺牲都愿意。前路有多苦未怕出到，全因你紧靠住。忘掉昨天那遗言，在困境坚守路线，无憾了这辈子未算长你觉得。Em yêu, làm điểm tâm rồi hả? Thích chị rồi à? Sao cô ở đây vậy? Chị đợi anh thức dậy. Cô đợi tôi thức dậy làm gì? Cô cầm cái kéo đó để làm gì? Có ý đồ gì? Em để cắt chỉ thôi. Xong rồi. Trên mập đâu? Đứng ra bả mở cửa cho cô vô mà. Đi rồi. Sao đi vậy? Không lẽ cô giết chết bả sao? Cô giết chết bả tôi cũng không có thương cô đâu. Chị mập ra ngoài mua điểm tâm cho anh rồi. Chỉ kêu em đợi anh thức dậy. Đúng là em yêu anh. Nhưng mà em không có cố đích nổi gì gã mập mà giết người ở tù. Sao cô không nói sớm, sớm chút bị cô làm chết điếng luôn à? Thiệt. Liên quan gì đến em chứ, tại anh sợ thôi. Cô coi cô đi, rõ từ đầu tới chân, tay cầm cái kéo quơ qua quơ lại giống như muốn lấy mạng vậy. Kinh cũng muốn chết à, đáng sợ quá đi. Lúc nãy chị mập mới khen em là mặc đồ đẹp quá đi. Anh kinh khủng quá chị có. Phải, tôi kinh khủng, tôi vô phòng mất công nói chuyện với cô. Ê, vậy rồi hả? Trời ơi, tảng đá lớn à, sao anh mặc đồ ngủ ra tiếp khách mất mặt quá đi à. Không lẽ mặc lễ phục đi ngủ? Mau vô phòng thay đồ rồi ra đây ăn sáng. Này nhanh lên, nhanh lên. Đúng ăn đâu, tôi muốn ngủ thêm lát. Hả? Ngủ hả? Nè nè nè, hôm qua ông đã hứa với tôi hôm nay đi chơi với tôi mà. Hôm qua lúc tôi hứa với bà, tôi không biết bà rủ thêm Điền Na đi chung. Đi với Điền Na có vấn đề gì không? Hai người có gì bất ổn sao? Không có gì hết, tôi trong sạch nhưng không có gì bất ổn. Này làm gì mà phản ứng dữ vậy? Bà, phụ nữ đi mua đồ đàn ông đi theo có phải dính bận tay chân không? Chắc là ông chủ mập chê cái lồng đèn đỏ chói này cản trở hai người đi chơi. Ô, tôi và Điền Na có chuyện nghiêm chỉnh phải làm nè. Hôm nay ông phụ trách lái xe trả tiền xách đồ mấy chục tuổi rồi còn đi chơi cái gì nữa hả? Nè, vô trong thay đồ rồi ra ăn sáng. Sô bét. Cái sơ mi này chất liệu cũng đẹp lắm. Mình bông vải không dính người hợp với thằng An lắm nha. Ờ, cái này cũng được lắm mà nha. Kiểu này ít lỗi thời, mặc vào nhìn cũng tỉnh táo hơn á. Dạ thiệt, hôm nay bà lựa cái nào cũng nói hợp với thằng An. Hả? Còn bad boy của bà, đứa con thất sủng rồi sao? Tôi đã suy nghĩ rồi, kêu thằng An nó chủ động. Nồi cháo này nấu mãi cũng không sôi đâu. Thôi thì kêu Điền Na tích cực tranh thủ mua quần áo giày vớ tặng cho nó, thổi một hơi vô nó, rơm khô lửa bén, bảo đảm nồi cháo này sẽ mau chóng nấu sôi sùng 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 luôn á. Điền Na tán thành sao? Ờ, tôi chưa nói với cô ấy. Ủa, Điền Na đâu rồi? Ai biết. Chạy qua đây rồi sao? Chà, bên này bán đồ Âu Châu mắc lắm mà nha. Cái này hết size rồi, 70% lận. Chứ coi nè, 800 còn lại 320. Chà, rẻ dữ vậy sao? Nhưng khổ nổi size này lớn quá, thằng An mặn sao vừa đấy. Chắc chắn không hợp với ảnh, nhưng mà hợp với ông chủ mập. Màu sắc này không sáng chút nào, tiểu áo thì sư muốn chết à. Còn không biết sở thích của tôi thì đừng tùy tiện quyết định giùm tôi. Cái gì chứ, lần trước tôi mua một cái cũng giống như vậy, ông thích lắm mà. Nhưng mà ông nói tiếc là thiếu một cái túi để túi mắt kiến. Nè, Điền Na lựa cái này cũng được lắm mà nha. Cái này túi hợp với ông lắm đó. Bỏ đi, trong lòng ông chủ mập đã tính rồi. Ông không có thích, cũng không thể ép buộc được. Đúng là cái chọn khó chịu. Tôi không tin á, tôi mua về mà ông sẽ không mặc. Điền Na, cô khéo chọn vậy. Lừa một cái cho thằng An đi. Nè, nhất quyết chủ động tấn công nha. Thật ra mua áo cũng giống như là chọn bạn trai thôi. Vừa ý thì nắm chặt lấy nó. Lỡ như quay lưng cái bài mất thì chỉ thêm ấm ức thôi. Ôi, nhiều khi vừa ý là một chuyện, khoác lên người lại là một chuyện. Sao vậy? Cô cảm thấy thằng An nó có vấn đề hả? Anh An giống như là cái đầm đỏ này của em nè. Đúng là đẹp thiệt đó. Nhưng mà em quen mặt đen xám xanh, mặt màu đỏ cứ cảm thấy không có dễ nhìn, không thoải mái cho lắm. Điền Na, thật ra cô thích gọi đàn ông như thế nào hả?
Để bụng rồi, đi ăn đi. Đói bụng hả? Còn sớm lắm mà. Mỗi sớm thì không được đói bụng sao? Tôi đi, bà có đi không? Đi không? Đi chứ, dĩ nhiên là em đi. Ông chủ mập đi đâu em nhất định đi theo đó. Bây giờ yên vị rồi, quay lại chuyện lúc nãy nha. Điền Na, thật sao cô thích mẫu đàn ông như thế nào hả? Ăn xong mới nói đi. Ông chủ mập à, anh đói bụng thì ăn trước đi, em không đói. Tôi không có sao à. Thực ra mẫu đàn ông mà em chọn thì đơn giản lắm. Ồ. Tốt nhất là giống như là cục xôi nếp vậy đó. Phải to tướng, vừa đẹp tâm hồn, lại thật thà, không giả dối. Ồ. Sống thực tế, tốt bụng và có lòng chính nghĩa. Còn không ấy thì giống như là như sủi cảo vậy đó. Trong suốt tinh khiết, không có bí mật, bảo đảm không lừa dối mình. Ồ. Đương nhiên quan trọng nhất là phải có sức khỏe, không thuốc nè, không rượu nè. Còn không thì nếu được lựa chọn, quan trọng nhất là có nét hồn nhiên, vừa truyền thống, lại có thể thường xuyên làm cho mình vui. Ông chủ mập à, anh nghĩ có đúng không? Ủa sao tự nhiên điếc vậy ta? Hả? Tự nhiên sao lại bị điếc vậy hả? Dù vậy. Đó bây giờ ông nghe được rồi kìa. Hả? Cũng may có giọng của bà đánh thức tôi á, cảm ơn nhiều. Lúc nào cũng kỳ lạ, khó hiểu. Nè, cô đòi hỏi cao vậy khó tìm lắm đó nha. Em biết. Nhưng em tin có duyên số. Nhiều khi dù mình gặp được chưa đúng cái thời điểm thì cũng vô ích. Phim ảnh cũng thường nói, người mà mình yêu thông thường là người không yêu mình, nhưng người bên cạnh mình thì mãi mãi không phải là người mình yêu. Lúc em còn nhỏ, má em dẫn em đi tìm thầy coi bói. Ông nói em cao số, quyền áo không thật thì thường xuyên có, nhưng còn nước chảy thành dòng thì rất khó tìm. Ôi, cô còn trẻ xinh đẹp, thiếu gì thời gian để tìm, cần gì phải nản chí chứ. Hễ tôi và tảng đá lớn này thấy có gì tốt đẹp mà lập tức giới thiệu cho cô ngay nha. Cảm ơn chị. Bây giờ chúng tôi coi cô như là em ruột vậy, người trong nhà cần gì khách sáo chứ. Ông đừng lo ngồi ăn nữa, tiếp người ta đi chứ. Ăn đi. Tôi đi vệ sinh chút nha. Có dừng gạch trơn trở cái bà mập. Biết rồi. Nè ông chú. Đừng nè. Đồ của cô không thích hợp cho tôi, đừng cố ép tôi nữa. Em đưa khăn giấy cho anh lau miệng thôi mà, anh rể. Cô gọi tôi là gì? Em coi chị mập là chị của em, đương nhiên anh là anh rể của em rồi. Nhưng mà những gì lúc nãy cô còn nói cái gì đó, trong đó có cái gì đó, sau đó lại cái gì đó nữa mà. Nè, có phải bây giờ vẫn chơi cũng không được không? Vẫn vui đến vậy sao? Bữa nay cô đãi cho tôi bớt sợ. Nè, chị mập nói chúng ta là người trong nhà mà, có cần chuyện gì cũng tính kỹ gì không? Ăn điểm tâm mà nói là tính kỹ với cô sao? Nếu tính kỹ tôi ăn dưa cá rồi xô bét. Cô học đau muốn chết được à? Hay là thanh đạm một chút, đi ăn món triều châu có được không? Không được, có hẹn rồi. Liên tiếp 3 đêm rồi cô em mà, sang chọn người đó bỏ mình. Trời ơi, cân lượng của người này á cũng nặng thiệt nha. Giấu kín như vậy chừng nào mới công khai đi? Dẫn ra coi mắt đi. Thì hai mắt một mũi một miệng có gì đặc biệt đâu. Mình trễ giờ rồi, mình đi đây. Mình không cho. Ngoan đi mà, đi ha. Bye bye. Lần nào cũng vậy hết anh. Nói đi. Dạ dạ hả? Ê, xanh mập có làm sủi cảo. Hôm nay đóng cửa đừng ra ngoài ăn khuya nữa. Tới chỗ của chú ăn chung cho vui đi. Cũng được. Nhưng mà chú chỉ có bún gạo thôi. Con thích ăn mì gói, quà giặt gì đó tự mua nha. Được rồi, con tự lo liệu. Lát nữa con tới. Cho thêm cái hộp quẹt. Đang hên không nhìn thấy. Chưa ngủ hả? Thằng đó đưa bạn về hả? Sao không rủ lên đây chơi? Đừng có hồng, chưa gì đã cho vô nhà hả? Có vấn đề gì đâu, đâu phải là không quen biết. Bạn nói cái gì hả? Bạn đừng có tưởng là mình ngu si nữa. Tại sao bạn đi quen Trương Chấn Vinh vậy? Đàn ông ngoài đường chết hết rồi sao? Bạn có biết mình căm thù nó mà. Thì mình định trả thù giùm cho bạn mà. Chính vì mình biết bạn căm thù anh ấy cho nên định quen với anh ấy rồi đùa với anh ấy. Sau đó cho lên đường. Mình không cần bạn trả thù giùm mình. Mình muốn bạn bỏ nó ngay từ bây giờ. Bạn làm cái gì vậy? Mình đã nói với bạn rồi, mình chỉ đùa thôi mà, sao bạn không tin chứ? Mình lo cho bạn đó.
thằng khốn kiếp này thật sự vô lương tâm lắm. Bạn qua lại với nó chỉ thiệt thòi cho bạn thôi. Bây giờ bạn không phải đùa với nó mà là đùa với lửa đó. Yên tâm đi, mình đâu phải là thật tình đâu, mình đã tính hết rồi. Mình tin lanh hơn bạn. Bây giờ bạn đã mê muội nó rồi. Nếu bạn thật sự đùa với nó thì bạn đã nói ra để mình cùng cười với bạn lâu rồi. Bạn cơ gì sợ không nói cho mình biết chứ. Thực ra anh hai ngang không chứng dinh gì đó của bạn cũng không tệ lắm. Lần trước đua xe xém chút nữa mình bị chỏng gọng rồi. Anh ấy quan tâm mình vô cùng, mình có mắt nhìn mà. Chúng ta ra giao hộ bế lụ, không lẽ bạn còn nghi thơ đến như vậy sao? Ra ngoài chơi quan trọng nhất là cái gì hả? Là vui vẻ. Bây giờ mình thấy vui vẻ là đủ rồi. Nó sạm sỡ mình, bạn có biết mà. Thì lần trước hai người uống đến say xỉn xảy ra những chuyện đó, có gì là lạ đâu chứ. Làm dữ vậy. Bà Tám đó dù khống mình đã xác định được. Không ngờ luôn cả bạn cũng nói vậy. Có phải bạn mê trai mê đến phát sốt rồi không? Có phải lú lẫn đến linh não rồi không? Phải đó, bây giờ tôi mê trai rồi đó. Bây giờ tôi đi rồi đó. Tôi nói cho bạn biết nha, từ nay về sau chuyện của tôi không cần bạn lo, không cần bạn quan tâm. Ủa, nè anh Ben. Hả, tình gầy vậy rồi? Phải, em tới đây mua chiếc xe 60 mấy ngàn, rẻ thiệt đó. À, xin lỗi, alo. Nè nè nè, chừng nào có thể dọn qua vậy? Chủ nhà không chịu bớt hả? Bỏ đi mấy ngàn tiền lẻ đó đừng có kì kèo. Thì 33 ngàn đi, làm xong hợp đồng thì nhắn tôi tới ký. Vậy đi, được rồi, bye. Mấy người này phiền quá. Dọn nhà hả? Phải, nhà nhỏ quá nên kiếm nhà lớn một chút. 30 mấy ngàn cũng mướn được mấy trăm mét vuông rồi, đủ ở rồi, có đúng không? Hả? Cũng ok. À phải rồi anh Ben à, hôm nào rảnh em phải mời anh đi ăn một bữa. Tự nhiên sao lại mời tôi ăn cơm? Tự nhiên cái gì? Cũng nhờ tư vô của anh, em chơi kỳ phiếu kiếm được 2 triệu. Đương nhiên phải cảm ơn thần tài như anh chứ. Chơi kỳ phiếu hả? Con cũng liều mạng thiệt đó nha. Anh Ben đã đưa tư vô cho em, đương nhiên phải chơi hết mình. À phải, nói gì thì nói, kết quả của anh thế nào? Cô bộ anh đã kiếm được một căn biệt thự rồi phải không? Cũng phải, làm người phải khiêm tốn một chút, kính đáo một chút. Những chuyện này em thực sự phải học hỏi ở anh rồi. Dọn nhà, đang ở đàng hoàng sao lại dọn đi? Nè, con đặt cọc rồi. Ở đó mấy trăm thước lận, vừa rộng vừa thoáng, lại có ban công nữa. Không cần nói đâu xa, chỉ cần cảnh vật đẹp cũng hơn ở đây. Ba người chúng ta ở đây vừa đủ chỗ ở, rộng quá để làm cái gì chứ? Bộ người ở không đủ để dành nuôi ma hả? Làm sao mà giống, ở đó có hội sở, có hồ bơi, quản lý cũng tốt, cái gì cũng tốt. Nè, biệt thự mật độ thấp, cách xa trung tâm. Tôi coi tạp chí nói rất nhiều diễn viên sống ở đó nha. Nghe nói luôn cả chị hai cũng sống ở đó đó. Chỗ chị hai sống là tốt sao? Hả? Chị hai ở tốt nhưng mà tôi ở không tốt. Còn nữa, tôi đã mấy chục tuổi rồi, ẩm thấp quá. Bà bị phong thấp còn muốn hại chết bà hả? Bà nói thiệt lung tung á. Có đâu có nghe bà nói là bà bị phong thấp gì đâu. Bà sắp bị rồi. Trời ơi, con nó hiếu thảo như vậy, tại sao ông không chịu đón giận? Hiếu thảo thì kiếm được tiền nên để dành đi, xài phung phí, xả tiền rồi lại xòe tay xin tiền. Suy cho cùng ba cũng không muốn dọn đi. Suy cho cùng ba không nghĩ tới cũng không bao giờ nghĩ tới. Ông đừng có cố chấp quá nha. Con nó kiếm được tiền là hiếu thảo, bao nhiêu người làm cha làm mẹ muốn còn được nữa đó. Tôi không thèm. Bỏ đi má đẹp à. Bà thích ở nhà cũ thì cứ kệ ba đi. Nè, con đã trả tiền đợt đầu rồi, con đã dọn chắc rồi. Ba không chịu tới ở, má tới ở đi. Con đi dọn đồ. Rồi à. Mà nằm xích qua một chút. Cái giường này chỉ có bấy nhiêu thôi, làm sao nằm xích qua được đây. Bà nằm dơ tay như vậy, tôi nằm nghiêng cũng không tài nào nằm được. Chê chợt thì mua căn nhà lớn hơn đi. Mua cái giường lớn hơn nữa sẽ ngủ được ngon ngay. Bà nói tới nói lui, bà chỉ muốn con nó yên lòng thôi. Sai, tôi chỉ muốn cả gia đình nó được vui vẻ yên ổn. Tôi thật không hiểu ông à. Con nó kiếm được tiền, nó được hưởng phước, dành thêm phần cho chúng ta, lý do gì ông làm căng với nó? Tôi dám chắc chưa đầy nửa năm nó sẽ dọn về đây ngay. Vì cái gì chứ, so bad. Tức là ông khinh thường con nó, không có bản lĩnh. Ông làm sao biết con nó mướn không nổi? Nếu không chừng ở đây mai kiếm được tiền, ông mua luôn căn nhà đó nữa là khác à. Tiền của nó không phải nhờ thực lực kiếm được, mà nó nhờ chơi cổ phiếu, đầu cơ gặp may mắn thôi. Giỏi cỡ nào chứ, mới kiếm được chút xíu thì xài phung phí, lúc thua chảy túi thì hiện nguyên hình. Buồn ngủ rồi, không hơi đâu đếm xỉa tới ông. Tóm lại hả, con nó đi đâu á thì tôi sẽ theo nó đi đến đó. Ông chú Mập à, chú mua nhiều đồ để làm gì? Chú định mua chút thịt ba rọi, tối nay kêu chú Linh làm thịt chân cải mặn. Tối nay má sẽ không làm món thịt chân cải mặn đâu, nhà con không có nấu cơm. Chứ không làm chú làm đâu có vấn đề gì. Vấn đề không phải vậy, nhà con không có ai, cả nhà con sẽ tới nhà bạn chơi. Con đi mua đồ với chú xong con sẽ đi ngay đó. Nhưng mà nếu như tối nay chú chỉ có một mình không có gì làm, chú có thể đi chung với mọi người. Ê, chú cũng được đi sao? Quen hả? Ở đâu rồi? Ở đại phố thôi.
Hôm nay là ngày tân gia nhà mới của Roy. Má và hai đứa em con hẹn với Thím Mập là tới đó chơi. Nếu như tối nay chú thực sự một mình không có gì làm, vậy thì đi chung đi. Đừng có như vậy mà. Nè, con nhớ chú cũng đã từng nói, lúc chú còn trẻ cũng có chơi cổ phiếu, cuối cùng làm trầy da trúc vậy. Chú sợ thằng Roy cũng giống như chú, có phải vậy không? Bởi mới nói, chú cũng từng lâm vào cảnh đó mà. Chỉ tại tay doanh bàn Thanh Mập bị bệnh đạn trí, không nhớ gì hết. Bây giờ con nó bị chấn động não, bà lại cùng nó bị bệnh đau, tức cười thiệt. Con không thể nói như vậy được đâu chú à. Nè, những gì cần nói chú đã nói với nó hết rồi. Nhưng một người chưa bị té thì làm sao biết đau chứ. Chú làm cha của người ta, chú cũng phải cho con của chú biết là nếu nó vấp ngã, ít ra chú cũng đưa bàn tay mập tròn ra đỡ nó, có mấy cánh cửa rộng mở đón nó, có phải gì không? Không cần nói nữa, đi mua rượu. Nè ông chủ Mập à, chú không đi thì thôi, đừng có đi mua rượu tự chú mình say đó. Bộ đem hai nãy chú đi chúc người ta tân gia sao? Vậy mới là người cha tốt. Loại này được không? Con đâu biết. Bác. Ông chú Mập. Bác, xin chào. Anh hai. Xin chào. Ờ, đàn đa lương. Ờ, đem đủ rồi hả? Ừ. À, tôi nói trước nha, hàng rẻ tiền đó. Mất đây không thành vấn đề, có không khí là được rồi. Có đôi có cặp. À, cảm ơn. Ờ, tặng đa lớn, ở đây cũng được lắm, tươm tất được lắm đó. Hay là để con đưa ba đi coi thử nha, bữa nay khung cảnh đẹp. Phải, đi. Con giỏi lắm á, vừa được ông chủ Mập tới đây. Ở đây được cái tựa núi hướng biển, lại có gió đối lưu, không ẩm thấp chút nào. Ông chú Mập à, ở đây đẹp lắm, cảnh đẹp hơn chỗ chúng ta rất nhiều. Phải đó, còn có hai cái toilet, một cái bồn tắm đứng, một cái bồn tắm nằm, làm cái gì cũng không ngại bị té u đờ. Còn nó mua một cái giường 3 mét để trong phòng khách nữa, kêu ông rảnh rỗi thì tới đây nghỉ rồi. À, tôi dẫn ông phải đi coi nha. Đẹp lắm, dễ chịu lắm, đi coi đi. Tôi vô coi. Con cũng đi coi nữa. Anh mừng rồi, ông Mập tới đây, cha con hai người không có gì, lần này anh lại được thoải mái rồi. Thoải mái cỡ nào chứ, dù sao cũng là mướn. Sau này đi, đợi sau này anh kiếm thêm mấy thùng vàng, tự mình mua một căn thì sẽ thoải mái hơn. Ừ, em tin tưởng anh. Em thích khu nào? Sao hỏi em vậy chứ, có phải em ở đâu? Không phải, có một thầy bói nói con gái mà có cầm trẻ có phước lắm. Những nơi mà họ chọn chắc chắn rất tốt. Nếu cho em chọn, em có chọn anh không? Ở đây à, không biết nữa. Nhưng mà chỗ của anh nhìn kỹ cũng thoải mái lắm. Không phải là không có khả năng. Cẩn thận. Bên đây hai người không sao chứ? Được rồi, không sao, cảm ơn. Em không có gì chứ? Có phải cho bị dập bẻ không? Để xô bớt giùm cho. À, em không phải bị dập bẻ. Có đó, nhưng bây giờ hết bị rồi. Anh nói không xuống nước mà. Anh chịu thua. Giỡn một chút cũng được sao? Em muốn giỡn như thế nào? Anh cũng biết em đi làm mấy giờ mà. Sao mai anh đến trước cửa với nhà đợi em đi. It's the sound of someone beating at my door. And I know that you're here, 'cause I can hear you breathing. I know that I know you. Qua, qua luôn. Sao mày ở đây vậy? Hana cho mày vô hả? Nó đâu rồi? Mày có biết mày ồn lắm không? Nhà này rộng lắm sao? Tự tìm đi.
Hana, Hana, mở ra đi. Hana, mở cửa. Dạ dạ, sao hôm nay về sớm vậy? Sao bà không hỏi ý mình để đưa người này về nhà chứ? Cũng như câu không vô nhà thì làm sao mà lên giường? Điên rồi sao? Anh nói gì vậy? Mau vào trong mặc đồ đi. Đi đi. Xin lỗi nha Gia Gia, mình định tắm xong sẽ cùng ảnh ra ngoài. Mình không nghĩ là bạn về sớm vậy. Mình về sớm hay trễ, cho dù mình không về, bạn cũng không có quyền dẫn người về đây mà. Làm gì vậy? Mình đã xin lỗi rồi, còn cằn nhằn gì nữa? Bạn có biết mình không ưa thằng đó mà. Nè, bạn cũng biết là mình mê ảnh mà. Phải, chính vì mình biết hai người giống như sao quả đụng trái đất, nên mình mới nhân lúc không có bạn ở đây kêu ảnh lên đây thôi. Nè, mình cũng có suy nghĩ cho bạn. Còn bạn đó, có suy nghĩ cho mình hay không? Suy cho cùng bây giờ anh ấy là bồ của mình lại là anh của bạn. Anh chỉ tới đây có một tiếng đồng hồ sợ gì chứ? Sợ chôm chỉ hay là ăn cắp đây hả? Nói đi. Nè, mình thường nói chỗ ủ mặt mày với anh đã bỏ qua rồi. Dù sao Hana cũng là bạn thân của mày. Không có gì làm á, về nhà nghỉ ngơi đi. Vui vẻ một chút có cần thông qua mày không vậy? Mày câm miệng cho tao. Chuyện của chị em tao có liên quan gì đến mày? Nè, có liên quan tới tao hay không thì hỏi người khác cái đã nha. Hana, em muốn giữ bạn hay là muốn giữ chồng đây? Dạ dạ, mình xin lỗi nha. Mình và anh Vinh quen nhau, đó là sự thật. Bạn hãy chấp nhận đi. Đáng yêu. Mình thật không hề đầu nói với bạn nữa. Bạn muốn đâm đầu vào chỗ chết á, mình không cản bạn đâu. Nếu bạn có chuyện gì, bạn đừng quay lại đây khóc lóc với mình nha. Mình cần gì khóc lóc với bạn chứ? Bạn làm ơn đi, mình có chuyện gì á, bạn cũng đừng khóc lóc cho mình. Mình không dám giận đâu, bạn giỏi lắm. Trời ơi em yêu, bị người ta chọc giận rồi. Đừng có giận nha, để anh yêu này đi em đi chơi. Đừng gặp mặt những... Xin chào. Sao hả trời đẹp, muốn mua xong móng tay tặng cho bạn gái hả? Không phải, tôi đến tìm Hana. Trên này cô tới vậy? Có biết nữa, mấy ngày nay cô không đi làm. Có phải cô bị bệnh không? Tôi chỉ là thợ làm móng kim việt thôi, có chuyện gì gọi điện cho cô đi. Xin lỗi nha, làm phiền cô. Cảm ơn cô. Không sao. Gia Gia. Là anh sao? Tìm tôi có gì không? Ba kêu anh đến tìm tôi sao? Không phải. Có phải Hana không khỏe hay bị bệnh rồi không? Anh lặn lội đến đây chỉ muốn hỏi nó ở đâu thôi sao? Lúc nãy đồng nghiệp của cổ nói cổ không đi làm mấy ngày rồi. Anh gọi cho cổ không trả lời anh. Hai người sống chung chắc chắn em biết cổ có chuyện gì mà. Anh nói đúng lắm đó. Đúng là nó đã bị bệnh rồi. Tôi đã khuyên nó rất nhiều lần rồi, đừng giao du với tên khốn đó. Nó bị người ta làm mê muội hết rồi. Người tốt kẻ xấu cũng không phân biệt được. Nếu anh thực sự lo cho nó thì anh kêu thằng khốn đó đừng đeo bám theo nó nữa. Muốn giỡn thì đi chỗ khác giỡn chơi đi. Thằng khốn đó là... Thì là thằng anh khốn của anh đó. Anh hai, anh hai, khoan đi đã. Em có chuyện muốn hỏi anh. Sao hả, quan hồn? Nè, tao nói cho mày biết nha, tiền đó tao sẽ nói chuyện với má, không cần mày lo. Không phải đâu, em muốn hỏi anh về chuyện của Hana đó. Mày nói con nhỏ làm móng đó hả? Có phải anh đang quen cổ không? Nè, ra ngoài ăn uống vui vẻ, ôm nhau hôn hít. Mày nói phải thì phải rồi. Thực tế anh không hề nghiêm túc. Tại sao bao nhiêu người anh không chọn mà anh chọn cổ chứ? Vậy còn mày, tại sao thiếu gì người không chọn, nhất định phải chọn cổ? Em... Mày coi mày đi, nói vậy con cũng ậm mà ậm ực. Bình thường chỉ biết vẽ mấy cái hình vô bổ. Con nhỏ nó lanh lẹ như vậy, lẽ nào lại thèm mày chứ? Ngốc. Cổ là bạn của em, em không hy vọng anh lừa cổ. Nè, trước tiên, điều thứ nhất là nó tự nộp mình nộp mạng cho tao hưởng. Nếu mà có thời gian á thì gọi điện cho nó, kêu nó được hèn hạ quá, tự mình đến tìm tao. Chào. Nè, anh không cần bỏ đi, em đã nghe hết rồi. Anh yêu người ta thôi, cần gì mắc cỡ chứ. Ai nói là anh yêu người ta? Đúng là chị Hana đẹp gái lắm. Để em giúp anh, nói với chị ấy một tiếng là anh muốn chị ấy tránh xa người anh đúng mặt của anh nha. Em đừng nói cho cổ biết mà. Tại sao? Anh muốn tốt cho chị ấy thôi, sợ gì cho chị ấy biết chứ. Chuyện của người lớn em đừng xen vào, lo học hành đi. Anh đó, muốn em không nói cũng được, tiền bịt miệng 100. Em... Anh đưa thiệt sao? Em chỉ nói vậy thôi mà. Anh dễ tin người quá. Chỉ lo bản thân của anh bị người ta gạt, còn hơn là lo Anna bị người ta gạt. Anh phải đi làm, không rảnh đâu. Cũng vui thiệt đó. Mình thấy trà dừa mùa nồng nặc nên đem đi giặt cho bạn. Cũng được. Nè,
luôn tiền giặt cái này giùm mình đi, cảm ơn nha. Sao vui quá vậy? Bạn lại uống đến ói nữa sao? Uống một tặng một mà uống đến ói cũng đáng lắm. Tối nào bạn cũng đi chơi như vậy, ngày mai bạn lại không đi làm nữa phải không? Nhức đầu quá, đợi mình ngủ dậy rồi mới tính sao đi nha. Carmen, chỉ kiếm việc thôi, bạn mới là toàn giờ. Mấy ngày nay đám quen của bạn đã đi ủng hộ tiệm ở tầng 3 rồi, cứ tiếp tục như vậy chủ của bạn thiệt chịu bạn không nổi đâu. Được rồi, mình biết cân nhắc mà. Đi chơi cũng phải tốn tiền, chủ của bạn không phải khùng đâu. Cuối tháng kiểm tra ông sẽ biết không mướn nổi bạn nữa. Bạn và Carmen không phải là mua một tặng một đâu. Được rồi, nè đi làm chứ gì. Bây giờ mình vô phòng ngủ một giấc, lát nữa đi làm chịu không hả? Hana, trai giường của bạn mình vẫn chưa trả lại. Bạn ngủ đỡ chỗ mình đi. Ok biết rồi. Đọc cái gì mà tập trung dữ vậy? Có phải tiệm của cô bán hàng đó không? Tôi không bán những thứ đó nữa. Nè, báo chí nói á, tối qua cảnh sát đến vịnh nước sâu kiểm tra các tiệm điện thoại để tìm hàng trôi nổi và bắt được một số người. Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Tất cả hàng của tôi đều có chứng từ đàng hoàng. Đó, tiệm ở đối diện thì phải cẩn thận, họ đúng là bán hàng giả đó. Cô là loại người gì tôi không biết sao? Dù lần trước cô bán cục pin giả cho tôi làm cháy quần của tôi còn nhớ rõ lắm đó. Tài diễn xuất của cô giỏi cỡ nào á, không cần phải nói ra nữa. Đúng là tôi có phạm một lần, nhưng mà sau khi tôi đi theo anh và ông chủ mập, tôi đã bỏ nghề rồi. Thực tình tôi không còn bán hàng giả nữa. Ranh con, bây giờ con muốn đợi đến bao giờ mới chịu nói thật lòng hả? Tôi không có nhúng tay vào. Lúc trước tất cả hàng đều do Jimen theo dõi hết. Anh nhập nhiều hàng lắm sao? Cũng không hẳn, khoảng 20 mấy cái thôi. Nhưng mà tôi định sau khi bán hết hàng thì không nhập hàng nữa. Bây giờ tình hình căng thẳng, con còn bán nữa hay sao? Con có nhầm lẫn không vậy? Nè anh hai à, lúc nhập vô cũng cần tiền mà. Bây giờ tôi không bán có phải lỗ vốn không? Anh có biết hoàn cảnh của tôi thế nào mà. Thực tình tôi không kham nổi đâu. Nè vậy cô có tính toán thử, nếu cô không may bị cảnh sát bắt quả tang giải cô về, cô có biết là bị lưu hồ sơ còn phải ở tù nữa. Không cần nói, con khoảng 10 mấy 20 năm gì đó, chỉ cần ở 1 năm đôi 3 tháng cũng đủ chết cô rồi. Con số này cô kham nổi sao? Được rồi được rồi được rồi. Bị lủng lỗ hết rồi. Lớn như vậy không cần hỏi đâu xa cũng đâu biết là ông chủ mập rồi. Bình thường ông ăn uống rộng rãi như vậy, thì ra thì mua đồ lại tiết kiệm đến vậy. Ê không phải đâu, tôi nghĩ là tại thím mập tới chỗ thằng Roy ở, không có ai chăm sóc cho ổng, quần áo của ổng rách khớp rồi, ông cũng bỏ mặc luôn. Ông chủ mập có đệ tử giỏi như anh tốt thiệt đấy nha, giặt đồ đổ bồ. Lúc trước bà nói đi học nghề nhất định phải làm như vậy. Một mình ổng mặc được bao nhiêu đồ chứ, sẵn mở máy thì giặt luôn cho ổng. Anh không đục đá có thể đổi nghề làm cảnh sát đó. Ê, cô muốn cái gì đây? Muốn xếp thành này làm đại thiên văn cho cô để hàng của Jimen có thể bị tịch thu sao? Có phải không? Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh thích đi khắp nơi chiếu cố cho người ta mà. Chào sếp. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thôi nè, lát nữa sếp phải tới Dưỡng Giác để làm việc. Nếu như ranh con này thật sự muốn được chiếu cố thì ăn trưa với tôi cái đã. Sẵn sàng. Trời ơi, sếp Thành lên tiếng mà ai dám từ chối chứ. Đừng có cho tôi leo cây đó. Rõ sếp. Yes sir, yes sir, yes sir. G-Man, mua đồ cho anh sao? Cái này cũng được lắm đó. Anh đi theo tôi nãy giờ. Mới theo thôi, hơn một tiếng. Bé cưng à? Bé cái gì mà bé chứ. Em giận anh ba mấy ngày rồi, tức giận gì cũng tắt hết rồi. Tôi không có giận anh. Nếu giận tức là vẫn còn tình cảm với anh. Thôi đừng có giỡn nữa, bỏ qua đi ha. Thì đó, bỏ đi. Đâu phải ngày đầu tiên chúng ta ra ngoài đời thành tinh hết rồi. Tôi dám chắc tôi không phải là con bồ duy nhất của anh. Nói thẳng hả? Được. Cái thằng đục đá đó có bản lãnh cướp bộ của anh. G-Man này cũng có bản lãnh kêu nó tự đục một cái quan tài. Anh hại người ta một lần cũng đủ rồi. Tôi và anh không có gì. Chẳng qua tôi không muốn giao du với anh vậy thôi. Đi với anh đen đuổi lắm. Nè, anh đừng có phiền tôi nữa. Giữa đường giữa xá không nên làm khó coi quá. Tôi đã kêu anh đi đi rồi mà. Là anh sao? Cô làm gì hung dữ vậy? Kêu ai xéo đi. Không, người dư thừa thôi. À phải, tôi đã hẹn anh đợi ở trước cửa rồi mà.
À không, tôi thấy chưa đến giờ nên định vô đây đi dạo một vòng để giúp ông chủ Mộc mua quần đùi thôi. Tôi sợ là cô ngại nên định mua xong mới tìm cô đó. Cần gì mà phiền dữ vậy, cùng đi lựa là được rồi. Nè, cái này đi, màu đỏ chói bắt mắt lắm đó. Trời ơi, làm gì mà màu mè dữ vậy. Thực ra ông chủ Mập á cũng thích màu mè lắm. Cái này nè, cái này cũng được lắm nè, đàn ông lắm. Hai cái này cũng được đó. Cái này còn được hơn nữa. Nè, cô nói với chú là cô chọn nó nha. Màu này lòe lòe quá, thấy ghê quá. Có đẹp không ông chủ Mập? Còn giả bộ bệnh đau hả? Cứ toàn những cái quần này chỉ có bê đê mới mặc thôi à. Là gia gia chọn giùm chú đó. Ông chủ Mập à, chú mau vô phòng thử đi. Nếu không đúng sai có thể đem đi đổi lại mà. Thử rồi còn đem đi đổi. Thật sao? Không muốn lấy đâu. Để chú lên trển lấy mấy cái quần rách xuống mặt cái đó. Không phải đâu ông chủ Mập à, không phải đâu. Thật ra chỉ mặc ở trong thôi mà, chứ đâu phải cho người ta coi đâu, sợ cái gì. Huống hồ á, cái quần bị rách rồi á, con đã đem bỏ hết rồi. Bỏ hết? Tức là hôm nay chú không có quần để thay rồi. À, tốt cách. Ông chú Mập à, chú có thể lấy mấy cái chú đang mặc lộn ngược lại để mặc ha. Còn không á thì chú có thể lộn ngược lần nữa, mặc thêm một ngày luôn. Nếu chú cương quyết mua cái mới á thì chú tự lên tiệm tạp hóa mua quần giấy mặc đi. Quá đáng thiệt mà. Ông chú Mập à, đừng gửi chú. Này, ông chú coi Mập đi, à, coi đi. Có 6 cái lần đó loại chú thích nè, màu trắng tinh nguyên. Quý à, không được phá chú không à. Giỏi lắm, ngoại sơn tái ngộ, chú sẽ không bỏ qua vậy đâu. Ông chú Mập, con mua cái này cho chú thiệt mà. Chú có biết không, mua cái này á cũng giống như mua 3 cái lận đó, mắc lắm à. Phải đó. Con thích phung phí không liên quan đến ai, trách chú gì chơi sô bét. Vậy chú có mặc hay không? Không mặc, không lấy đâu. Đó, thấy chưa, tốn tiền rồi. Mấy người này quá đáng thiệt. Muốn mèo mỡ thì về nhà đi, muốn biểu diễn như vậy tung hết lên mạng. Chỉ cần nhìn cô gái đó cũng đâu biết là hèn hạ rồi. Ừ, không biết xấu hổ là gì hết à. Anh hai. Anh à, chào hai vị. Thật ra kiểu giường này được làm bằng loại vải bố đặc biệt của Bỉ, còn được xử lý chống muối, chống vi khuẩn và chống cháy nữa. Còn có hơn 8.000 lỗ thông hơi giúp giải nhiệt và chống ẩm. À, cô à, những chuyện mà cô nói thực tế không có liên quan gì. Chúng tôi đến mua giường nệm mà, dĩ nhiên phải thử coi nó có đủ độ cứng không, với lại có sức chịu đựng có tốt không vậy mà. À, thật ra kiểu giường này cũng được sử dụng lò xo thép và cũng được xử lý ở nhiệt độ cao, cho nên độ đàn hồi của nó đặc biệt mạnh hơn. Cho dù là 200-300 kg nằm lên cũng không có vấn đề gì cả. Tốt vậy sao? Vậy thì chúng ta thử lại mới được nha. À, anh ạ, à, hai người không thể nào thử vậy được đâu. Anh à, chị à, hay là vậy đi nha. Nếu chị không ngại thì chị ngồi xuống đây luôn và nói cho tôi biết tư thế nào là đúng nhất nha. Hả? Hả? Nè, sao dễ giận vậy trời? Bye bye. Con người của anh đê tiện thiệt đó. Hèn gì bạn thân gia gia của em ghét anh đến vậy đó. Ồ, thì ra là bạn thân của con quỷ đó. Vui quá đi à. Anh nghĩ ra trò đến tiệm đó vui chơi vậy, thực tình nó còn vui hơn á hả, cả hát karaoke nữa. Cho em đi. Từ từ thôi, thằng xịn á, bảo đảm lát nữa em sẽ hưng phấn thôi. Wow, nếu có thể đua một vòng chắc chắn sẽ hứng vô cùng. Ê, coi chừng, coi chừng. Em biết rồi mà. Mở cửa, mở cửa. Có con quỷ này, mở cửa đi. Mau mở cửa cho tao, mở cửa ra. Nhanh lên. Chuyện gì vậy? La lối ôm sập. Mày cũng độc ác lắm. Mày biết tao thương thằng con lớn nhất, mày kêu cái con đó tới dụ dỗ nó, làm cho nó bị mê muội. Muốn tìm cách ly gián chứ gì, muốn tao tức chết chứ gì. Bây giờ là thằng con khốn của bà dạy hư bà của tôi còn chưa tính với bà đó. Bà dám tính với tôi hả? Mày tưởng cho không nó ăn nằm với nó thì nó sẽ nghe theo lời mày hay sao? Con của tao nó vẫn còn quyết tính, nó không có ngỗ nghịch với tao đâu. Nó ngỗ nghịch với bà từ lâu lắm rồi, chỉ có bà mới cưng nó thôi. Bà muốn dạy con thì về nhà dạy, đừng có tới đây lên cơn điên sủa lung tung như vậy. Bây giờ tao sủa vậy đó, tao sẽ sủa đến tầng trên tầng dưới đều biết mày hư hỏng như vậy, mày đê tiện như vậy. Bà còn nói nữa hả? Tôi báo cảnh sát. Mày báo đi, mày báo cảnh sát đi. Được thôi, báo đi, báo đi. Trời ơi, cái lão mập đáng chết này đến đúng lúc lắm. Tất cả cũng tại ông á, lắm mồm nhiều chuyện, làm mưa làm gió. Chuyện của gia đình chúng tôi liên quan gì đến ông chứ? Ông cứ nhất định xen chân vô, nói này nói nọ. Có phải ông muốn thấy gia đình người ta tan nát ông mới hả dạ hay không?
Chị đẹp phấn à, chị bị chấn động não sao? Tôi đứng trên lập trường bản thân muốn giúp chị thôi, chứ còn trách tôi. Ông đó, từ nay đừng tới tiệm tôi nữa. Tôi không có tiếp ông đâu. Để tôi nhìn thấy ông hả, tôi sẽ cầm chổi đuổi ông đi. Để coi ông còn ăn uống sung sướng nữa hay không. Ăn không khí đi. Có cần nói vậy không? Liên quan gì tới bà? Bà là ai chứ? Chị bình tĩnh lại đi, sủa như chó điên vậy. Chú Mập bà bớt nói lại đi. Người nào người nấy đúng là một vuột. Bà Tám à, bà đừng có quá đáng nha. Nếu muốn đuổi đi á, tôi sẽ cầm chổi cùng đuổi bà đi bây giờ. Mày đuổi tao đi hả? Được, mày đuổi tao đi đi. Dù gì tao cũng là má của mày. Làm con mà đánh đập má, ra đường coi chừng bị trời đánh á. Tôi sợ bà sao? Thử đây, thử đây. Xin lỗi nha, làm phiền mọi người. Hôm khác mình nói chuyện. Giải quyết bà ta đi. Đúng ra phải dẫn bà tới hội chống ngược đại thú vật. Y như chó điên vậy. Má, thôi đi má ơi, có gì vậy? Má, có gì vậy? Má, sao không? Má, có sao má? Con bị trật chân chứ? Có sao không vậy? Thôi bỏ đi. Má, má ơi, quyền rửa tao. Con Thi Gia Gia ở khu B lầu 4 bên trên đó nghe đây. Mày đúng là trời không dung đất không tha. Dù gì tao cũng là má của mày. Không nhờ tao cho cơm mày ăn, mày đã chết mấy cái đó. Đại Phấn, tôi đi mà. Đừng cái gì chứ. Má của nó chết sớm. Không có gì đâu chú ơi, không có gì đâu. Chứ nếu không má cũng bị nó làm tức chết được kiếp chỗ chôn. Đồ hèn hạ đê tiện, làm ma cũng không linh, làm con rồi đi. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đi 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 đi. Lên cái gì chứ. Ông còn biết câu nào nói nữa hay không? Chỉ biết nói những câu này à. Lúc xảy ra chuyện chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông không biết dạy con thì để tôi dạy dìm cho ông. Ông im lặng đi. Má của nó đê tiện, nó cũng đê tiện, y như nhau thôi. Má, má thôi bà má. Nói nữa mà. Im đi bà Tám. Bà không có tư cách chửi má tôi. Tao dứt xác nó còn được, những gì nó nợ tao 10 kiếp cũng trả không nổi. Thôi mà. Thôi mà. Đừng mà. Đừng mà. Thôi 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 đi. Thôi đi. Thôi đi. Thôi đi. Thôi đi. Đi. Cô không có gì chứ? Cô lại chơi thuốc lắc hả? Con bị chấn động não hả? Đâu có, con thấy vui thôi. Con đã nhịn bà Tám này từ lâu lắm rồi đó. Cuối cùng hôm nay bà cũng tự nộp mạng để cho con cầm giữa cùng đuổi bà đi. Xuống muốn chết luôn, con thấy nhẹ nhõm liền à. Rõ ràng hôm nay con gặp may rồi. À, Na Na. Nè, mình đợi bạn cả đêm rồi, bà đi đâu vậy? Nếu bạn muốn nói triết lý với mình á, thì tiết kiệm hơi sức đi ha. Không phải đâu, mình muốn nói với bạn, mình không phản đối bạn đi lại với thằng quỷ đó nữa. Bạn có biết không, hôm nay mình đã cầm cái chỗ cùng mảnh tay đánh người đàn bà đó bỏ chạy tục mạng luôn. Chưa bao giờ mình thấy hả giận như vậy đó. Chính vì bạn quen với cái thằng Vinh đó làm cho bà tức đến nôn máu ra luôn. Chà, mình đứng giữa đường cầm cái chổi đuổi theo bà mà đánh. Đánh bây giờ mình nghĩ lại cũng thấy sướng quá thiệt tình à. Có vậy thôi phải không? Đi làm nha. Cảnh sát Hồng Kông làm lẹ tay thiệt. Mấy hôm trước mới tung tin, hôm nay đã có người tìm tới. Không lẽ mày làm thẳng tay vậy sao? Bán hàng đó sẽ bị bắt. Dạ dạ chết chắc đó. Tại nó tự chuốc lấy thôi. Nó bất nhân thì ta bất nghĩa. Nó thích đục đá mà, thì cứ cho nó vô trỏng 1 năm đô 3 tháng lượm đá đi. Chúng tôi là cảnh sát. Chuyện gì vậy? Đây là lệnh khám xét. Cảnh sát chúng tôi nghi ngờ tiệm này can tội buôn bán điện thoại di động ăn cắp báo mất. Bây giờ phải khám xét tiệm này. Làm gì? Yes sir. Chúng tôi làm ơn đi. Sao hả? Sếp à, không có gì. Thủ đội. Yes sir. Thủ đội. Dạ. Trên ra, trên ra. Đi 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 đi. Ông nói còn một số hàng chưa ra hết hả?
Mình đã nói là mình đang hên mà. Trời ơi, bạn đúng là hên thiệt nha. Vậy thì ăn mừng mới được. Rối hết rồi, mau dọn dẹp lại đi. Nè, đi hát, coi phim suốt đêm nha. Lâu rồi mình không có đi chung nữa. Tối nay hả? Không được. Nè, tối mốt đi. Tối nay mình có hẹn rồi, không có được đâu. Mình đã hứa với bạn rồi, tối mốt nhất định sẽ đi. Bạn nói là phải giữ lời đó. Được thôi. Thịt ngỗng, mực xào, rau muống xào chao với lại loại bánh hào ăn cơm hay cháo? Cháo đi. Hai chén cơm, hai chai bia cao. Anh nè, tôi uống một ly đủ rồi. Yên tâm đi, số còn lại tôi thụ hết. Hai chai là bữa tốt hành. Ờ, được. Sao ăn dữ vậy, gọi nhiều món quá. Đúng là xài sang á, tôi đã mời anh tới nhà hàng rồi, cần gì rủ tới đây chứ. Không phải dạo trước cô nói là muốn tiết kiệm sao, sao lại mời tôi đi ăn? Hôm nay chị Hai này đang vui vẻ, không ai đi chung nên rủ anh cùng tới đây giúp vui. Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Hôm nay có cảnh sát tới kiểm tra hàng của tôi. Nhưng mà đúng lúc tôi đã bán hết rồi. Không sao, chưa chết được. Sao trùng hợp vậy? Thì đó, nhưng mà tôi có thoát nạn, may mắn vô cùng. Nhưng chuyện may mắn không phải lúc nào cũng có được đâu. Vẫn là câu đó, làm người phải biết sống thực tế hơn. Lần này con có thể thoát nạn, chưa chắc lần sau có thể thoát được. Tôi không nhập loại hàng đó là được rồi. Không nhập thật sao? Lợi ích hơn nữa. Anh thử lòng tôi sao? Anh tưởng tôi không sợ ở tù sao? Nhưng mà cô còn phải đóng tiền nhà nè, rồi phải tiền nhập hàng, cô chịu nổi sao? Không được cũng phải được thôi, chịu được ngày nào hay ngày nấy. Hay là vậy đi, hôm nay để tôi đãi cô, sau này cô kiếm được tiền cô mới đãi tôi. Anh nói vậy tôi nhất định đồng ý ngay. Tôi đã nói tôi đang hên mà, là có thể đỡ tối bữa cơm. Nè ăn đi, thiệt tình đói quá. Trời, sao anh ăn uống giống như mới ở tù ra vậy? Không lẽ anh vì chuyện tôi mời anh ăn khuya nhìn đó đến giờ mới ăn cơm sao? Lúc nãy tôi đi coi phim á, lúc vô rạp á chỉ ăn cái bánh bao thôi nên bây giờ thấy đói lắm. Đi coi phim à, với ông chủ mập à? Không phải, chỉ đi một mình. Đi coi một mình? Trời, nếu là tôi chắc là không được đâu. Không có người nói chuyện tán dóc, coi một mình mất hứng lắm. Vô rạp phim dĩ nhiên là coi phim rồi chứ đâu phải nói chuyện. Phim đó tức cười thì có người cười với anh, lúc khóc cũng có người đưa khăn giấy cho anh. Đi một mình y như trẻ mồ côi vậy, chưa vô suất đã cảm thấy thê thảm rồi. Nếu nói như cô vậy á, bình thường cô đi coi phim chắc phải mười mấy hai mươi người kéo nhau vô rạp có phải đúng không? Vậy đó. Tức là cô thích nhộn nhịp rồi. Gia đình cô cũng đông người lắm đó. Lẽ ra cái gì? Một cộng một chưa chắc bằng hai đâu à. 12 tuổi tôi đã ra đời rồi. Đợi đám hưu đầu mã diện đó ngủ hết tôi mới về nhà mà. Nếu như cô không vui á, sao bây giờ cô mới chịu dọn đi? Vậy chú Kỳ à? Anh đem đủ tiền thanh toán phải không? Đủ. Anh Bơi, làm ơn cho thêm một dĩa nghêu xào hai chai bia cao. Dạ. Xin lo một tấm chỉ yêu yên, học bụi rơi trong trao xì xin. Hồi mong sinh đầy phu kịp, nhà họ chân nhận sáng đến hậu kỳ liêm. Chuyện trôi qua trong yêu ý ý, nhà kịp qua trong phân biệt liêu, hoàn xì yêu. 明天